Đây chính là một nghiên cứu về cái tác dụng kích thích tăng sinh collagen, giảm cái tình trạng sẹo lõm sau khi mà bị mụn trứng cá ở mức độ trung bình cũng như là mức độ nặng, và cũng như là cải thiện cái tình trạng sẹo rỗ, sẹo lõm cũ sau mụn. Thì cái nghiên cứu này nó nói về là adapalen 0,3% kết hợp với lại benzoyl peroxide 2,5% ở những đối tượng bị mụn trứng cá vừa và nặng. Và đây là một cái thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát trong vòng 6 tháng. Kết quả nó được đăng trên cái tạp chí da liễu lâm sàng của Hoa Kỳ. Các bạn có thể theo dõi vào đây, và đây là cũng là bằng chứng chúng ta có thể cho thấy là một số các loại kem thông thường ngoài cái việc trị mụn trứng cá, nó cũng có thể giúp cho chúng ta trị sẹo rỗ. Và sau đây là cái kết quả. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá cái hiệu quả của cái gel 0,3% adapalen và 2,5% benzoyl peroxide trong việc hình thành sẹo mụn teo ở bệnh nhân trứng cá. Và phương pháp là người ta điều tra ngẫu nhiên, được làm mù, tức là cái người mà được điều tra thì không biết về các loại kem này, để đảm bảo cái việc không bị nhiễu đó. Các cái tổn thương mụn và sẹo mụn thì được đánh giá theo cái thang điểm đánh giá toàn cầu của cái hiệp hội da liễu, IGA cũng như là SGA. Và đây là cái kết quả là sau khi mà thực hiện nghiên cứu trong vòng 6 tháng trên 67 đối tượng, thì người ta thấy rằng đối với những cái vị trí, những cái người mà sử dụng cái kem điều trị là 0,3% A và 2,5% BZO thì có sự thay đổi so với ban đầu là âm, tức là giảm 15% cái tình trạng sẹo lõm. Còn đối với cái đối tượng mà không sử dụng kem thì tăng lên 14,4% so với lại trước đó. Và người ta thấy rằng cái sự chênh lệch giữa cái việc sử dụng và không dùng cái kem này là lên khoảng 30%. Đó, thì điều này cho thấy rằng là cái kem này nó có thể mang lại hiệu quả cải thiện cái tình trạng, vừa tình trạng mụn và tình trạng sẹo lõm, sẹo teo sau mụn trứng cá. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng rất là nên áp dụng trong cái công việc điều trị mụn hàng ngày của những bạn nào, mà đặc biệt là bạn nào mà bị mụn rồi nhưng mà có những cái nguy cơ xuất hiện những cái mụn sẹo teo rồi. Thì bây giờ nếu mà vẫn còn đang bị mụn thêm thì tốt nhất là có thể sử dụng những cái loại kem như thế này kết hợp với cái việc chăm sóc và điều trị mụn hàng ngày tại nhà, thì để có thể giúp cho các bạn có thể sau khi mà hết mụn thì có được một cái làn da mịn nhẵn nhụi hơn, giảm thiểu tối đa cái tình trạng sẹo rỗ, sẹo lõm. Thay vì đến khi mà chúng ta hết mụn, chúng ta cũng có được thời điểm chúng ta không còn bị mụn nữa, mà khi đó chúng ta mới bắt đầu điều trị mụn, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Và thay vì đó, đây là một cái trường hợp mà chúng ta hoàn toàn có thể là dự phòng xuất hiện những cái tình trạng sẹo teo, cũng như là cải thiện sớm những cái tình trạng sẹo rỗ, sẹo mới sớm sau mụn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.